Huấn Bình Dương à, xin chào quý vị khán giả xem kênh. Huấn Bình Dương tới công chuyện với công an Gò Vấp rồi. Công an Gò Vấp mà không xử lý thêm thằng thôn Huấn Bình Dương nữa là cũng không 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 có ổn với Đinh Lan đâu. Suốt cả 10 tháng nay rồi, tất cả những cái kênh mà YouTube tấn công nhà Đinh Lan, Đinh Lan báo công an không xử lý. Ngày 9 tháng 2 năm 2022 tới nay vụ chị Đinh Thị Chiên vẫn không xử lý. Đinh Lan chỉ đề nghị khởi tố chỉ có 3 tên: Võ Minh Điền, kênh Điền Võ, Trần Văn Ngoan, kênh Điền Võ Vlog và Nguyễn Việt Anh, kênh Chuyện Đời Thường. Ngoài ra Đinh Lan không có 12 kênh đi theo, còn những cái kênh đi theo Đinh Lan không có tố cáo ai, không có đề nghị khởi tố ai. Nhưng ngày hôm nay Đinh Lan khởi tố thêm thằng Huấn Bình Dương này nữa. Công an Gò Vấp buộc phải trả lời cho tôi là người đã nộp đơn tố cáo lên những người xúc phạm tôi. Nha, nghe nha. Trước khi đi vào câu chuyện, cho nghe trước cái đoạn Huấn Bình Dương nó mới live stream. Tiếp tục mà liên hệ tới chị Đinh Thị Lan Trà để mà xin cái ông anh một cái trình tài để về là quất một phát để mà có tiền ăn Tết ha cả nhà ha. Tôi thì tôi có mê cái đó mà tôi xin đó là tuyên bố là anh của chị Lan là khá là linh nha cả nhà. Nói tiếp coi là coi sao rồi, ngày mai có sử dụng gì chưa? Vâng, vì kiểm sát ra quyết định chưa? Tại vì Võ Minh Điền là liên đới trong cái vụ mà tấn công Đinh Lan, mà khi mà tấn công Đinh Lan rồi thì lại liên đới với cái vụ là ai là người chỉ đạo cho Võ Minh Điền tấn công Đinh Lan để trả thù. Trời ơi má ơi, cái vụ này trên cộng đồng mạng ai cũng biết hết trơn rồi má ơi, bà Lan ơi. Cái vụ mà tấn công ở đây thì tôi không biết, nhưng mà cái vụ mà tới nhà đó là tôi nhớ không lầm á, là bà thiếu nợ người ta á, bà thiếu nợ người ta xong người ta tới ta đột. Rồi chứ cái vụ án này nó không có liên quan tới bà Hằng với bà Lan. Tôi khẳng định với bà một câu danh dự, cái chuyện Điền Võ với bà là không có liên quan tới cái chuyện bà Hằng. Mà đừng có kéo cái chuyện bà Hằng vô đây. Tôi nói cái bà thiếu nợ gì người ta đó. Người ta tới người ta căng đanh đon, người ta đòi nợ bà. Cứ cho rằng là liên quan tới tôi nói với bà nè, tôi ví dụ nha, tôi là một kênh YouTube ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, mai mốt tôi có một cái chuyện gì đó riêng tư của tôi, tôi ví dụ nha, tôi bức xúc mà tôi tới để mà tôi làm ra chuyện á, thì hẳn lẽ cơ quan chức năng người ta nói là cái thằng Quấn này nó liên quan tới bà Hằng nè, rồi nó đi làm cái vụ đó là liên quan tới bà Hằng luôn. Bà tầm bậy. Mình lớn rồi chị Lan à, mình lên mình nói những gì á mà người ta tôn trọng hoặc là người ta nghe thì người ta còn á là tôn trọng mình á, còn chị lên trên này mà chị chia sẻ những cái nguồn thông tin sầm bậy, chị dẫn dắt như vậy, chị quy chụp không có đúng. Cho nên tôi nghĩ chị á, mai mốt á chị làm những cái video á thì chị phải nói vô cụ thể. Và hơn nữa đó, những cái chuyện xảy ra giữa chị với chị Phương Hằng á, thì cơ quan nhà nước người ta cũng đang thụ lý hồ sơ để người ta xử lý. Chuyện gì nó ra cái chuyện đó. Còn cái chuyện Điền Võ với chị là nó hai chuyện khác nhau, đối so với cái vụ án của chị Hằng. Chị lần này Điền Võ với chị lên chị công kích người ta, chị chửi rủa người ta, chị kêu thằng này là thằng kia. Chị có dám nói với tôi là chị không có từng là chửi Điền Võ với Quấn từ Bình Dương là hai thằng ngu gì như bò gì không? Đúng không? Chị chửi người ta như vậy thì chị có tấn công người ta không? Trong khi đó tôi thấy Điền Võ lên chưa có chửi chị gì cái gì hết.
người ta lên người ta chỉ cũng nói cái vụ án cái chị quy chụp cho người ta, chị vu khống cho người ta phải đính chính chứ, người ta phải lên mạng người ta là minh oan cho người ta chứ. Thì chị cho rằng là ở đây người ta tấn công chị, rồi chị nói người ta tấn công chị cái liên quan tới vụ án chị Hằng, chị bớt xàm đi chị Lan. Vì trong cái clip luôn luôn lúc nào nó cũng nói về bà Nguyễn Phương Hằng, nó đi tấn công nhà. Thì đúng rồi, người ta đang làm YouTube, người ta đang là biện hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng, người ta đang là ủng hộ và làm những cái việc tốt. Thì không lẽ bây giờ ta không nói chuyện chuyện Phương Hằng, không lẽ ta nói chuyện Đinh Lan, đúng không? Rồi bây giờ tôi hỏi bà chứ, bà cũng làm những cái clip bà luôn luôn bà nói về chuyện bà Nguyễn Phương Hằng đó sao? Hả? Ủa chị ngộ nha. Ủa chị nói bà Nguyễn Phương Hằng được, người ta nói không được hả? Hay là người ta nói đúng về bả quá rồi lại trịch ý chị, không đúng ý chị rồi chị lại là tấn công người ta? Tiếp tục mà liên hệ tới chị Đinh Thị Lan Trà. Rồi, Đinh Thị Lan Trà nè. Đinh Thị Lan Trà nè. Thứ nhất, trong cái clip này giai đoạn đầu, bây giờ mới xử chuyện này nha. Công an quận Gò Vấp, tôi tiếp tục đề nghị, tôi tố cáo cái tên kênh, chủ kênh Huấn Bình Dương này tiếp tục lên trên mạng làm nhục, vu khống tôi. Thứ nhất, nói tôi Đinh Thị Lan Trà đang là làm nhục. Lan Trà với ai? Với ông nội mày hả Huấn Bình Dương? Hả? Hay với thằng cha mày? Đó, ta mới là chửi đó. Đúng không? Lan Trà gì? Điều thứ nhất, điều thứ hai, nó nói cái vụ mà thằng Võ Minh Điền tới á, là tại vì tôi thiếu nợ ai? Mày vu khống rồi đó. Thêm một tội thứ hai nữa vu khống. Thiếu nợ ai? Trong cái clip của tôi, nó cắt ra nó bình luận. Mày được quyền không? Mày được quyền không? Khi tao làm clip ra là cho khán giả của tao coi, chứ không phải cho những cái bọn như thế mày coi vô. Coi vô mà cắt đầu cắt đuôi rồi bình luận không được. Ta nói là trong những cái clip khi cái ngày 9 tháng 2 thằng Võ Minh Điền tới đây tấn công Đinh Thị Lan, thì luôn luôn nói là nó tới đây là vì nó chửi tôi. Nó nói là hôm nay tôi nói bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, tôi sẽ mở lại cái clip ngày 9 tháng 2 cho bà con coi cái bằng chứng ngày 9 tháng 2. Tất cả những cái thông tin đều là thể hiện thằng Võ Minh Điền, chứ đâu phải là tự nhiên khơi khơi là tôi nói về chuyện đó. Đây, có phải là công an phường 6 làm nền cho nó không? Đây, đó, công an phường 6 đó. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Huấn Bình Dương, mày thấy chưa? Nó tới trong tất cả những cái clip nó tấn công, nó nói về bà Nguyễn Phương Hằng. Còn cái việc mà tao nợ anh Thịnh hay không, bằng chứng nào tao nợ anh Thịnh, tụi mày tự dàn cảnh với nhau không? Trong khi đó thằng Thịnh ngày xưa nó tới đây nó bán tôn, nhớ chưa? Rồi, tao đã nói rất nhiều trong các clip rồi. Và ngay cả những giấy tờ mà thằng Thịnh hàng tuần nó, mỗi lần nó, một tuần nó nhận của tao mấy chục triệu đồng, nó ký tuần nào cũng ký đều đặn, không sót một tuần nào. Tiền công thợ tao chuyển khoản, tao có những hóa đơn chứng từ. Tạ Trần Anh Tú, điều tra viên cũng ở công an Gò Vấp, chưa bao giờ biết được là tao đã đưa tiền cho thằng Thịnh, mà thằng Thịnh có ký giấy đàng hoàng nữa. Thì lý do tại sao bữa nay đẻ ra một người là nợ? Bộ tụi mày nói tao nợ là tao nợ hả? Khi đến đây, mục đích của nó, đó là clip đầu tiên thôi nha. Chút xíu, clip buổi chiều, nó thể hiện 8 người trong đó. Thể hiện trên clip nó nói rõ luôn về việc nó tuyên bố thằng Võ Minh Điền tuyên bố là, rồi thằng Nguyễn Việt Anh kênh Chuyện Đời Thường
kênh Check In Sài Gòn Vlog, kênh Tới Công Chuyện, thằng Thịnh, hai đứa em, thằng Trần Văn Ngoan, tổng cộng là 8 người trên bàn cà phê đó. Tại sao mà khi ra, thằng Thịnh là người đánh, trực tiếp là thằng Thịnh đánh. Còn thằng Võ Minh Điền không, nó đảm bảo trong clip của nó nói, nó tới đây để nó bảo kê cho thằng Thịnh lấy tiền con Lan. Con Lan, còn thằng Thịnh làm gì con Lan, kệ nó. Còn riêng con Lan bước ra ngoài đường, nó sẽ cho đàn em, những người mà nợ nó mấy năm dịch giả không có trả được, thì đánh vô mặt đi. Còn trong lúc mà thằng Võ Minh Điền đang livestream trên sóng của thằng Chuyện Đời Thường, thì giọng một người phụ nữ điện thoại tới hỏi thằng Trần Văn Ngoan, con đang ở đâu? Giọng the thé y chang giọng bà Hằng. Tôi nghi ngờ bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không? Và coi lại cái clip nha, tại vì Zalo tôi chỉ làm có 5 phút để cho dễ gửi đó. Coi lại bằng chứng ngày 9 tháng 2, đây là buổi sáng nha, coi là bằng chứng buổi chiều nè. Còn cái chuyện mà nó căng băng rôn đó nè, Huấn Bình Dương, mày nói cái chuyện mà căng băng rôn đúng không? Tụi mày tự bà dàn cảnh luôn, căng băng rôn làm nhục người ta để chi? Để nguyên một đám YouTube tụi mày đi quay phim, tụi mày đưa lên là à, cái người kẻ thù của bà Hằng nè, đang nợ nần băng bị gì nè, tụi mày làm như vậy để chi? Kiếm tiền cho cộng đồng mạng người ta ghét tao, để người ta tấn công tao. Huấn Bình Dương, ý đồ của bọn mày là như vậy. Đây, coi cái clip nè. Đó, Nguyễn Việt Anh kênh Chuyện Đời Thường nè, F-Tam TV nè, không phải F-Tam, thằng nào đó không biết, thằng Thịnh nè. Mày chỉ dàn cảnh để làm kiếm tiền câu view, câu like thôi. Kiếm tiền YouTube, kêu gọi các mạnh thường quân tấn công những người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Thứ nhất, tụi mày vừa được tiền trên YouTube. Thứ hai nữa, mọi người cứ đổ vô tưởng đâu là những cái nạn nhân này bị tấn công một cách hợp pháp hả? Ta bị tấn công một cách hợp pháp mà hả, Huấn Bình Dương? Ta nợ tiền hả? Tụi mày tự dàn cảnh, tự bịa ra câu chuyện. Cái nào chứng minh tao có nợ tiền thằng Vũ Văn Thịnh? Tao không ghi giấy tờ, tao trả tiền cho Thịnh, Thịnh nó ký nhận. Giấy trắng mực xanh còn đây. Hả, Huấn Bình Dương? Người của mày, mình lên mày tiếp tục, người ta đã như vậy, gia đình người ta như vậy, mày dám lên trên mạng mà mày câu like câu view, mày nói về việc là cái chuyện do thằng Võ Minh Điền tới là vì nợ tiền của người ta. Nợ tiền ai? Nợ tiền Thịnh đúng không? Võ Minh Điền với tư cách gì tới? Bảo kê à? Bảo kê đòi nợ à? Giấy phép mà nó đã được cấp phép đòi nợ thuê chưa? Mày mở miệng ra mà cũng phải hiểu pháp lý chút chứ, dẫn dắt dư luận. Không kiện mày là mày còn lộng hành hả, thằng xúc vật Huấn Bình Dương kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, Hướng Bình Dương đội ngày 9 tháng 2 buổi sáng, công an phường 6 quận Gò Vấp, hai cán bộ chiến sĩ vòng đằng sau xe thằng Võ Minh Điền đi để nó lại đứng live stream. Đến 13 giờ 40 mấy phút chiều, 8 thằng còn ngồi trong quán cà phê. Lúc đó nó chưa gọi đàn em tới. Khi nó chị Đinh Thị Chiên về, nó gọi đàn em tới là một chục người quay clip làm nhục thằng Thịnh là người đánh, bẻ tay xuống. Thằng Nguyễn Việt Anh kênh chị Đời Thường giật khẩu trang để quay phim, để thấy rõ mặt, để tung lên mạng. Cho nên nguyên một đám này không phải là có tổ chức là gì. Còn mình nói nợ. Thứ nhất, cái clip này là tôi đánh riêng một thằng Hướng Bình Dương. Đừng có tưởng là thằng ai youtuber nào Võ Minh Điền tới đây tấn công được, làm nhục được, thương tích được, mà nó công an Gò Vấp không khởi tố nó là tất cả mọi người tấn công được, đúng không? Tất cả những youtube nào ở Việt Nam, đứa nào ngon cứ làm giống như thằng Hướng Bình Dương đi, cứ lên chửi Đinh Thị Lan chạ nè, rồi chửi là vu khống Đinh Lan là nợ nần người ta nè, rồi người ta tới người ta đòi nợ nè. Hành vi Đinh Thị Lan chạ là cái câu làm nhục ha, nói tôi là lừa đảo, nói tôi là coi như là thiếu nợ người ta là vu khống nha. Hai hành vi đó không phải bị khởi tố về hành vi vu khống là làm nhục hả? Bộ mày tưởng là công an Gò Vấp không có đụng tới thằng Điền này là coi như là đứa nào cũng được đụng tới hả? Chưa đụng thôi, để coi thằng Võ Minh Điền nó hinh hoang tới bao lâu và công an quận Gò Vấp bao che được tới bao lâu nha. Tôi là Đinh Thị Lan, nhà ở 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số điện thoại Zalo của tôi 0931208805. Kênh YouTube nào của Việt Nam ngon cứ nói tên giống như thằng Huấn Bình Dương vậy là ngon. Ok. Số 1. 10 điểm chứ. Huấn Bình Dương 10 điểm. Đinh Thị Lan chạ rồi ha. Đi nợ nần người ta ha, hai cái đó mắc tội đó. Tao làm ngay đơn tố cáo tao nộp, công an Gò Vấp không nhận đúng không? Cứ để im. Tao cứ gửi theo đường bưu điện, công an quận Giáp không nhận, tao cứ để tiếp tục vậy đó. Tiếp tục dám có bài hai không Hướng Bình Dương. Ngon nè, đối mặt với chị Đinh Lan nè. Còn không, câm ngay cái mỏ lại. Người ta đã không nhắc tới mình, đừng có kiếm tiền câu lưu câu vào, câu like câu view để mà đi mà tấn công người khác. Kể từ ngày hôm nay, không có một đứa youtuber nào của Việt Nam nào dám tấn công làm nhục chị Đinh Lan này nha. Còn mày nói là cái vụ mà nếu mà thông tin chiều nay hoặc là ngày mai báo Viện Kiểm sát thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng á, thì mới là ông anh ta linh thiêng á. Cái chuyện của anh tao, sự linh thiêng của anh tao nó không liên quan gì tới mày. Mày cũng không được quyền bình luận, mày cũng không được đem cái sự linh thiêng của anh tao mà ra mày chế nhạo. Đây là đầu tiên mày nhắc nha. Đụng tới tao tao còn nhịn, đụng tới anh tao anh đã mất của tao á hả? Mày đâu tao tìm tới tận nơi luôn á, Hướng Bình Dương nha. Mày ngon mày ra mày trực diện trước mặt chị Đinh Lan này. Ngày xưa tụi mày giỏi lắm, tụi mày quay clip đồ tấn công vô nhà ha, lang thang đường phố, quay trực tiếp nhà Đinh Lan, Bánh Mì TV quay trực tiếp nhà Đinh Lan, Nguyễn Việt Anh quay trực tiếp nhà Đinh Lan, con lừa đảo con chó này nọ. Ê mày nói tao chửi thằng Hướng Bình Dương với thằng Võ Minh Điền là ngu như con bò hả? Tao chửi thế nào? Ăn nói nó vu khống vừa phải thôi. Mày đừng có từng cái câu ngu như bò là bị tội 331 là tụi mày là ông trời hả? Hả? Tao chửi hồi nào? Câu nào mày quay lại cái clip đó mày chứng minh nè. Mày nói cái gì phải chứng minh? Quay cái clip mày tung lên tao chửi tụi mày hồi nào? Là bộ kiếm chuyện gắn tên tao vô kiếm tiền câu like câu view. Mày hết đề tài rồi, mày không có thông tin gì hết. Mày cứ dựa vào cái clip của tao để mày đi phân tích ra, để mày kêu gọi những cái mạnh thường quân ok ủng hộ cho bà Hằng để cho tiền mày bonus này nọ hả? Kiếm tiền cách đó vô tù ngồi nha, Hướng Bình Dương. Chào mọi người.